Xin kính chào quý vị và các bạn. Minh Hải miền Đông hôm nay tiếp tục trở lại để gửi tới các bạn một câu chuyện đầy cảm xúc và đầy nhân văn trong một gia đình. Và tôi mong rằng cô chú anh chị hãy lắng nghe để bình luận cũng như là chia sẻ về những cái câu chuyện như thế này. Và tôi cũng rất cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian qua luôn luôn đồng hành cũng như đóng góp ý kiến ủng hộ cho kênh của tôi. Và sau đây kính mời quý vị các bạn hãy cùng lắng nghe chi tiết về câu chuyện này. Có nhiều chuyện chỉ nhìn bề ngoài thôi thì không thể nào đủ để hiểu được mọi chuyện đang xảy ra như thế nào. Cũng chính vì thế mà anh mới đón cô gái mình gặp đó về nhà sinh sống. Chỉ vì thương cảm và thấy rằng cô ấy là người tốt. Cô là con gái, từ nhỏ đã sinh ra trong gia đình nhà nghèo. Cuộc đời của cô là cả một chuỗi ngày cay đắng. Lần đó cô cũng không thể nào ngờ được rằng mình đã sống đến được tận ngày hôm nay. Khi cô lên thành phố này, lúc ấy cô mới 18 tuổi, mới lần đầu ra khỏi cái vùng quê nghèo lên thành phố với ước muốn tìm được một công việc làm tốt để có thể lo lắng cho bố mẹ nghèo ở quê cùng các em. Vậy mà chưa lo lắng được cho ai thì cô đã gây nên chuyện tày đình như thế này rồi. Vì hồi đó mới lên đang làm thêm tại một quán cà phê nhỏ thì cô được một chàng trai để ý. Anh ta là khách quen thường xuyên đến quán nhỏ. Chỉ sau 3 tháng cô đã thuộc về anh ta. Cũng đúng thôi, một cô gái chưa hề va chạm xã hội, một cô gái như cô thế nào có thể biết được xã hội này đáng sợ đến như thế nào. Cô cũng không thể nào đoán định được ai là người tốt hay là ai là người xấu nữa. Sau lần đó, cô cảm thấy mình kém may mắn đến vô cùng khi mà chàng trai cô quen đó rời bỏ cô mà đi. Đúng cái lúc đó thì cô hay tin mình mang bầu. Anh ta bỏ đi ngay khi hay tin cô mang bầu. Cô gái như cô thì làm gì được chứ? Mọi thứ đều quá vất vả, cuộc sống của cô quá khổ cực rồi. Sau đó, vì không đủ điều kiện chi trả cho việc phá bỏ đứa bé nên cô đành giữ con lại. Thật tình, cô cũng đang mong muốn mình phá bỏ đứa bé đi, vì cô nào có tiền để chăm sóc cho nó. Chưa kể nếu bố mẹ của cô ở nhà có biết được mọi chuyện, không biết ông bà sẽ buồn đến như thế nào nữa. Vậy rồi cô chăm chỉ làm việc, ngày nào cũng làm quần quật, làm với hy vọng có đủ tiền để sinh con rồi nuôi con. Cũng may ngày cô hạ sinh đứa bé là sinh thường, chứ sinh mổ như người ta tốn cả chục triệu đồng thì cô thật sự không có đủ khả năng để chi trả nữa. Mọi chuyện có vẻ sẽ tiến triển tốt lên nếu như quán cà phê cô làm bị đóng cửa vì không có lãi. May sao bà chủ nhà nơi cô ở cũng tốt bụng giúp đỡ cô. Bà ở nhà rảnh nên chăm sóc con giúp cô, đỡ đần cô để cô đi làm. Vì con nhỏ hay quấy, cô không thể nào làm hết cả ngày ở ngoài được. Vậy rồi cô quyết định đi nhặt rác nuôi con. Cứ thế cô nhặt rác được một chút thì về ngó con một chút rồi lại đi. Công việc vất vả nhưng thoải mái thời gian hơn với cô. Cuộc sống của cô bắt đầu thay đổi khi gặp anh. Hôm đó đang trên đường nhặt rác thì cô gặp anh. Thấy cô gái nhặt rác có khuôn mặt xinh xắn, chàng trai độc lòng bèn đưa về nhà sống chung. Tưởng đâu cô gái ấy sau này sẽ là của mình. Dù gì thì cô gái ấy cũng còn trẻ. Nào ngờ ngay đêm đầu tiên đã tá hỏa khi biết đằng sau khuôn mặt đó lại chứa cả một bí mật khủng khiếp đến thế. Anh không thể nào ngờ được rằng cô đã làm mẹ. Đêm đầu tiên được anh đưa về nhà, cô bảo đi đón một đứa nhỏ đang sống chung. Cô nhìn anh rồi quỳ xuống thú nhận: "Em biết em có lỗi với anh, nhưng mà em xin anh hãy cho mẹ con em sống ở đây. Em hứa mẹ con." "Mẹ con ư? Em bị phản bội nên đã có đứa bé này. Giờ em xin anh hãy kêu mang mẹ con em
sau này con lớn em sẽ đền đáp anh. Em hứa sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ. Em có thể chứ? Có thể làm gì ạ? Ở lại đây với tôi. Tôi thật sự trân trọng người con gái như em. Mẹ con em đội ơn anh lắm. Đừng ngốc như vậy. Sau này hãy trả ơn tôi sau. Mẹ con cô cuối cùng cũng được cưu mang. Còn anh, chàng trai ấy sau khi nghe câu chuyện cô kể cũng thấy thương cảm đến vô cùng. Tự dưng lòng bao dung ấy lại hiện hữu, khiến anh muốn được chăm sóc mẹ con cô gái trẻ. Anh thấy thương cô ấy khi còn quá trẻ, gương mặt xinh xắn như vậy mà đã phải chịu nhiều thiệt thòi quá. Kể từ nay trở đi là cuộc sống của mẹ con cô đã bước sang một trang mới rồi. Chỉ hy vọng hạnh phúc thật sự đến từ đây.